Hello, Vinh xin chào bạn. Sau đây là đang Vinh xin giới thiệu các bạn. Đây là lệnh tứ dáng mắc lai. Dáng này giống hình giống cái mắc. Dáng rất đẹp. Cái này nút quấn. Buộc là quấn các bạn, không phải buộc. Buộc là một kiểu khác, đây là quấn đồng. Này tứ, tứ này tứ 12. Thường đánh tứ thì đa số đánh tứ 10 trở lên. Nó đánh xa bờ. Đánh tứ. Nhìn rất đẹp. Hiện tại Hải đang xin đang phân phối dòng lưỡi tứ này của Bắc Phương Spec. Tay cước rất cứng, cứng đánh xa bờ, nước sâu, giật rất thoát. Bắc Phương và ưu việt con này chống lật à. Lục tứ của Bắc Phương đều dòng từ tứ 10 trở lên là đều có hết cái chống lật. Bác nào lấy số lượng lớn có thể gọi điện trực tiếp em hoặc là inbox vào Facebook của em. Em sẽ phân phối trực tiếp dòng tất cả dòng lưỡi lục tứ ngũ tam qua Bắc Phương Spec. Hải đang xin chào, hẹn gặp lại các bạn sản phẩm tiếp theo của Hải đang xin.